năm câu chuyện ngắn nghe rất dung dị đời thường nhưng lại chứa đựng ý nghĩa sâu sắc câu chuyện thứ nhất chai rượu quý lâu lắm rồi kể từ hồi lên chức ông chưa tức giận như hôm nay ông thấy bụng đau miệng đắng mặt bừng bừng đúng là ông uống phải chai rượu rỡm thật rồi chai rượu chết tiệt tất cả do nó mà ra mà ông cũng thật là nhà bao nhiêu rượu ngon đảm bảo lại hứng chí lôi cái chai rượu của cái thằng cháu họ xa. Hai mươi mấy năm rồi, kể từ hồi nó sinh đến giờ mới gặp. Biếu hôm Tết ra mời mấy ông bạn quý, rượu ngon phải có bạn hiền. Chai rượu đắt tiền của hãng rượu danh tiếng ấy giá chắc không rẻ. Ấy thế mà ông bạn, phó giám đốc sở, mới nhấp được một ly đã lắc đầu đồ uống loại khác. Mấy ông khác thấy thế cũng lấy lý do này khác để không uống. Và thậm chí theo dư âm hiện tượng rượu giải, mà cũng chẳng động đũa vào bàn tiệc ê hề cả đặc sản thôn quê lẫn sơn hào hải vị. Đau thật. Ông biết uống, nhưng không sành về rượu. Với lại, nói thật, nhà nhiều rượu, nhưng toàn là của người ta biếu. Ông có đi mua bao giờ đâu mà biết. Kể ra, có chức có quyền thì thích thật. Nhưng nhiều lúc cũng phiền toái. Cái phiền toái nhất là họ hàng bà con quen biết, ai cũng nghĩ một người làm quan cả họ được nhờ. Họ nhà ông đông, họ nhà bà ý còn đông hơn nữa. Từ ngày ông lên chức giám đốc công ty, lại là công ty đình đám nhất vùng nữa. Tất cả bọn họ, hình như ai cũng cứ nhân dịp lễ Tết đến thăm, rồi trăm sự nhờ chú, nhờ bác, cho cháu nó một suất một chân. Khổ thế. Công ty thì to thật, nhưng là của nhà nước giao cho ông quản lý, chứ có phải ông lập ra đâu mà cứ ai thất nghiệp hay khó khăn gì cũng chạy tới nhờ. Thằng cháu kia là một ví dụ. Cứ kể như trong sơ yếu lý lịch thì bố mẹ nó, ông còn chả nhớ có họ hàng thế nào, nói gì nó. Nghe thấy mẹ nó kể, ngày nó sinh, ông có đến thăm. Thật ra hồi xưa chưa trước tước địa vị vợ con gì hết. Tết năm nào ông chẳng về quê. Tình cờ đúng dịp nó sinh nên bố ông dẫn ông tới nhà ông bà nó chơi mà thôi. Ông chịu khó đọc qua hồ sơ của nó vì nghe thấy nói nó tốt nghiệp loại khá trường Bách Khoa Hà Nội lặn lội vào trong này gần nửa năm rồi chưa xin được việc. Bố mất sớm mẹ nó lại phải bỏ việc ở quê vào trong này lo cho nó mấy ngày. Thấy bà ấy cứ tới lùi hoài ông cũng thương hại. Hôm nhận quà ông đã hứa là sẽ xem xét để có thể nhận nó về phòng kỹ thuật của công ty. Nhưng hứa là một chuyện để nhận thì còn phải xem xét chán Công nhân thợ hàng Đi dàn, bốc phát, xếp hàng Thì dễ Chứ kỹ sư điều hành, chuyên viên bàn giấy Thì hồ sơ xếp đầy ngăn kéo Và bằng làm việc của ông Cái thời buổi kể cũng lạ Đua nhau đi thi, đi học Có đối ăn, có bán nhà Cũng ráng phải vào đại học cho bằng người ta Để rồi ra trường thất nghiệp đầy đường Vì tình trạng thừa thầy thiếu thợ Mà chẳng lẽ học mất bao công sức tiền của. Ra trường lại làm công nhân loại lao động phổ thông, không tay nghề. Thật ra, như nhà các ship khác, tủ rượu nhà ông có đủ loại, từ những chai rượu Cognac, Whisky, Tequila, giá cả ngàn đô la, với những bình rượu ngâm, ông uống bà khen đủ kiểu. Những chai rượu biếu đó thường đi cùng phong bì, hầu hết là giao cho vợ ông, nên ông cũng không biết. Ông không ham rượu, nên chẳng quan tâm làm gì vợ ông thì càng không quan tâm phong bì dày hay mỏng tiền đô hay tiền việt mới là mối bận tâm của bà ông cầm chai rượu này ra bàn tiệc vì ngoài cái vẻ ngoài bắt mắt còn vì nó nằm ngay bên ngoài rất tiện tay ông còn nhớ rõ khi nhận quà đã hứa với thằng cháu họ xa đó là sẽ đưa nó về phòng kỹ thuật cho nó được làm công việc đúng với khả năng của nó Ngoài ra, ông có thể nói rất thật với cả bàn. Đây là chai rượu quý, sách tay của thằng cháu con ông anh trai gửi biếu. Vậy mà hóa ra lại là rượu giả. Người ta sẽ đánh giá ông thế nào? Ông tiếp bạn bằng rượu rẫm. Ông ăn ở ra sao mà để cho người ta ghét đến mức tặng rượu đểu. Hoặc chí ít cũng cười thầm, ông là dạng kém, không có con mắt tin tường. Đến rượu thật, rượu giả còn chả phân biệt được huống chi những chiêu trò toan tính tinh vi trên thương trường ôi chao họ sẽ liên tưởng tới đủ điều từ cái câu giới thiệu tới chai rượu đểu này thà là ông đừng biến thằng cháu họ xa bắn đại bác ba ngày chẳng tới thành thằng cháu con ông anh trai nghe như cháu ruột rất gần thà là đừng có rượu quý lại còn sách tay nữa chứ đúng là mất mặt điên thật mấy tháng sau nhân ngày nghỉ lễ khi ông đang rảnh rỗi ngồi đọc báo thì nghe vợ ông ca cẩm cái thằng thành cháu họ ông ấy tự tế nhỉ chưa khỏi phòng đã công đuôi khi chưa xin được việc thì nay tới mai lui được nhận vào phòng kỹ thuật làm cái là thôi chả thấy mặt mũi đâu mẹ nó về quê rồi thì còn thằng con chứ ai bảo bà để nó về phòng kỹ thuật nó về công trường dưới cà mau rồi ô thế hôm nó đến biếu quà ông chẳng hứa xin cho nó về ban điều hành hay phòng kỹ thuật là gì sau nay lại về cà mau này riêng cái chai rượu không là đã chục triệu của nó rồi rượu gì mà chục triệu rượu thật còn chẳng có giá ấy nữa là mà từ trước tới nay bà có quan tâm gì đến rượu đây lại biết cả giá nữa ờ thì tết năm trước cậu quý biếu quà tết ông chẳng bảo rượu này quý lắm giá cả chục triệu một chai đấy là gì? chai rượu của thằng quý thì liên can gì? thằng ấy đi Âu Mỹ liên tục, hàng của nó toàn hàng sách tay chất lượng. thì cũng là cái chai này cả đấy thôi. đợt đấy thằng thành tới ngắm cái tủ rượu nhà ông cứ xích xoa, nó cứ dậm dọ, không biết gu của chú là loại rượu gì. tôi mới lôi chai rượu ấy ra bảo ông khen loại rượu này này. mấy ngày sau mẹ nó tới chơi cứ nói vòng vo. Vò, là chả biết mua chai rượu đó ở đâu thế rồi bà bán cho bà ấy ông choáng váng thì tôi có gạ gẫm hay ra giá gì đâu bà ấy cứ nhét phong bì tiền vào ngăn kéo đấy trước trời ơi là trời ông chết lặng cả đêm hôm ấy ông lại mất ngủ sáng hôm sau ông gọi trưởng phòng tổ chức lên hỏi cái thằng thành mách khoa hà nội đợt trước tớ bạn với cậu cho nó về ban điều hành sau đấy lại bảo đưa về đồ sản xuất làm gì thì làm ấy thế nào rồi dạ thì theo ý của anh em giao cậu ta cho cậu kỳ mà cậu ấy bảo dưới ấy chỉ thiếu thợ hàng và công nhân bốc xếp thôi không biết là cậu gọi ngay cho cậu kỳ nói cậu thành về gặp tôi à mà thôi tốt nhất là cậu làm quyết định chuyển cậu ấy lên phòng kỹ thuật cứ coi như công việc cậu ấy làm thời gian qua là để thử thách và rèn luyện có gì báo cho tôi ngay nhé Giao xong việc, ông nhẹ cả người. Nhưng 15 phút sau lại có tiếng gõ cửa, lại là trưởng phòng tổ chức. Có gì không? Báo cáo anh, cậu Thành đã xin nghỉ việc từ lâu rồi à? Kỳ nó phân cho thằng Thành làm gì dưới đó? Thì báo cáo anh, dưới đó mới vào, dĩ nhiên là công nhân, không có tay nghề thì làm công nhân bốc xếp. Trình độ đại học đi làm công nhân đâu có thiếu à? Ừ, đúng vậy, Xin được vào làm công nhân ở chỗ ông cũng không dễ, thôi thì cứ coi như nó không chịu được thử thách và rèn luyện. Xét ra, ông cũng chẳng có lỗi gì. Nói thì nói vậy, dù chẳng ai kể cả thành hiểu rõ nội tình, nhưng có một giọng nói cứ rỉ rả trong tai ông. Tiểu nhân, rõ là đồ tiểu nhân. Câu chuyện thứ hai. Đóng hay mở? Sau khi thuê thợ làm lại đoạn hàng rào bị phá, trưa hôm ấy, nhà ông Tạ bỗng náo nhiệt hẳn lên, chiếc sân rộng lát gạch được kê hai dãy, mỗi dãy năm bộ bàn tròn, ghế inox sáng bóng. Bên trên xếp đầy thức ăn, chủ yếu là thịt heo quay kiểu Lạng Sơn với lá mắc mật, bánh hỏi, rau sống. Nước chấm đặc biệt được lấy ra từ bụng con heo quay sánh đục, mùi vị như mời gọi. Mỗi mâm có thêm nồi lẩu gà thả vườn với lá giang thịt nướng xiên tre vừa chín tới thơm một góc xóm bà yến nói với chồng ông ạ à, đây là bữa ăn đặc biệt mình đãi bà con sớm diện sao cho chu tất bà yên tâm tôi biết phải làm gì rồi sớm diện nhưng là ân nhân của nhà mình bà vào buồn, chuẩn bị cho tôi loại rượu được ngâm trong hũ sành tôi vừa đào lên ở ngoài vườn ủ trên hai năm rồi đấy bà vừa quay đi ông đã gọi giật lại này này, còn bi lon tôi ngâm ở trong thùng đá nữa, bà nhớ kẻo quên. Đang nghe tiếng người lao sao ngoài cổng. Quái, cái nhà lão tạ quanh năm đóng cổng, không chơi với ai, sao hôm nay lại mời chúng mình thấy? Chắc lại sắp có bảo. ấy già, sông có khúc, người có lúc mà, người ta có lòng thì mình có bụng, cứ tới đi. Nhà ông tạ ở ngay cạnh đường chính của thị trấn. Ông Tạ với bà Yến quê tận Lạng Sơn, vào đây cũng được hơn 20 năm. Ông công tác, bà làm nông nghiệp chăn nuôi. Ông bà sinh được hai con trai, các con đều đi học xa tận Sài Gòn. Ông đã nghỉ hưu được hơn năm nay. Ngôi nhà xây một trệt một lầu khá rộng, ngoài chiếc sân là hàng rào kiên cố được thiết kế thanh thoát bao quanh khu nhà vườn. Đặc biệt, chiếc cổng làm khá công phu và đẹp mắt. Hai cánh cổng được chọn từ loại gỗ quý dày tới 14cm. Nếu khiên một cánh cũng phải mười mấy người. Nhưng khi mở cổng thì nhẹ hiều như cầm bớt vậy. Bởi nó được lắp các vòng bi vào trục cổng. Khi hai cánh cổng khép lại, nhà ông tạ biến thành một thế giới riêng. Sau vườn, trồng nhiều cây ăn trái, ông dành khoảng rộng làm khu chăn nuôi heo. Trong chuồng, lúc nào cũng có hàng trăm con cắt lứa. Ông thuê hẳn một bác sĩ thú y chăm sóc. Có điều, không kể lúc còn làm việc, từ khi nghỉ hưu, ông không chơi với ai. Duy nhất có một lần, ông cho tổ dân phố mượn để bà con cùng ngõ hợp, bình xét, gia đình văn hóa. tan cuộc, chỗ thì tàn thuốc lào, thuốc lá, chỗ thì nước bã trầu. Bực mình, ông lấy vò nước xả hết mặt sân, miệng luôn lắm bẩm. Mẹ nó, không cái dạy nào giống cái dạy nào, vừa bẩn là vừa ồn ào, từ sau thì ông cắm cửa để bà con khỏi lờ ra tiếng vào, ông bắn tiếng. Nhà chăn nuôi, làm ăn lớn, để người ra vào nhiều không lợi, với lại mặt phố phức tạp lắm. Cách đây vài năm, khi ông tạ còn đang chức, có ông hàng xóm bế cháu sang chơi. Nhưng lúc ông vào trong nhà pha trà, ông hàng xóm để cháu bò trên chiếc sập gỗ quý kê giữa nhà, không may nó tè ra. Ông vội cởi phần chiếc áo đang mặc lao vội chỗ nước tè Vừa xong thì ông tạ ra, ông hỏi Ông làm cái gì thế? À, à tôi bồng cháu nó tè ra người, ướt hết cả áo nên cởi ra cho... Hừ, ông tạ lắm bẩm, nó tè ra áo còn giặt được, chứ để nó tè ra cái sập ra salon nhà tôi thì có mà. Ông hàng xóm tái mặt ấp úng Thôi thôi, xin phép ông để tôi về phơi áo và từ đấy ông hàng xóm không cho cháu sang nữa. Tổ dân phố cũng không hợp nữa. Còn ông tạ thì đóng cổng suốt ngày đêm. Ông đi đâu đều dặn vợ nhớ đóng cổng lại. Về sau, sợ vợ không thực hiện lời dặn. Mỗi lần ra khỏi nhà, ông đều đem khóa ra khóa bên ngoài rồi cầm chìa khóa theo, thế cho chắc. Một hôm, thức dậy vào lúc hơn 4 giờ sáng, bà Yến phàn nàn Ông ơi, người ta nói dâu dữ mất họ chó dữ mất láng giềng ông làm thế không sợ thiên hạ chê cười sao ông chặn lời bà cười cái gì ai cười hở mười cái răng bà không thấy ngay cái xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng người ra người vào mua bán mà vẫn treo cái biển không phận sự cấm vào còn một đơn vị gần cơ quan cũ của tôi chuyên việc tiếp dân treo biển chữ mà như ra lệnh chú ý tắt máy xuống xe chất bộ qua cổng đi sao cơ quan người ta khác mình khác bị sao được bà cứ mặc tôi đừng có cái kiểu mất bò mới lo làm chuồng nhé thôi sáng rồi để tôi còn cho hai con kia đi ỉ cái đã nhà ông đã kính cổng cao tường là nuôi hai con chó lai to như con bê để con chơi gần hàng rào nghe nó học lên một tiếng đã phải cả linh hồn ra quần hàng sáng tầm hơn bốn giờ là ông dắt chúng ra ngoài cho đi vệ sinh. Người đi tập thể dục sớm, nhìn thấy chúng đã đánh xa. Mộm chó vó ngựa mà. Đúng 11 giờ, 10 chiếc bàn ăn đã xếp đủ khách. Cũng vẫn là ông hàng xóm ngày trước bế cháu sang chơi. Vẫn là bà con có lần hợp nhờ trong sân nhà ông. Dòng ông tạ vừa sở lỗi vừa giữ vẻ trang trọng. Kính thưa bà con, ông bà ta xưa có dạy, bán anh em xa mua láng diện gần. Hôm nay, nhân nhà có dỗ cụ nội, vợ chồng tôi có chút rau dưa, gọi là lòng thành. Xin mời bà con ta cùng dùng đũa ạ. À. Bà Yến nghĩ, ông đã mời bà con đến dự tiệc vì lý do ân huệ, tình làng nghỉ sớm thì tội gì mà không nói thật. Dạ thưa bà con, không phải dỗ chạp gì đâu, chả là nếu không có bà con ở đây thì chúng tôi đã ra đồng mà ở rồi, vợ chồng tôi tạ ơn cái hôm trái vừa rồi. Đêm ấy, như thường lệ, cơm tối xong, ông tạ đến nhà ông bạn cùng nghỉ hưu ở làng bên, chơi bài tổ tôm. Khi đi, ông vẫn không quên khóa cổng bên ngoài. Khoảng hơn 21 giờ, bỗng bà con hàng xóm quanh nhà ông nghe tiếng kêu thất thanh. Ôi làng nước ơi, cháy, cháy, cứu tôi với. Mọi người đổ xô ra đường, người thì cầm chậu cầm xô, kẻ cầm thùng đựng nước. Ngọn lửa đang bốc cao ở khu chuồng heo nhọm tạ. Cứu! Cứu với! Bà Yến hốt hoảng, rồi bà ngồi vệt xuống bên gốc cây măng cục, đầu tóc rủ rượi, gào khóc đến lạc cả giọng. Phiền nổi, không ai vào được bên trong vì cổng đã bị khóa. Mọi người lúng túng, bỗng có tiếng ai. Phá hàng rào ngay, mau lên, không thì lửa lan sang nhà khác bây giờ. Như một mệnh lệnh, nhanh như chớp, một người đập phá tường rào u vào, người dập lửa, người mở cửa chuồng cho hàng trăm con heo thoát ra ngoài vườn. Ngọn lửa được dập tắt, tiếng người cười nói râm ran, tiếng heo kêu in ỏi. Ai cũng mồ hôi pha lẫn nước dập lửa ướt nhòa cả mặt, cả áo quần. Bà Yến như hoàng hồn ngửa mặt lên trời nói trong nước mắt: Nam mô A Di Đà Phật cứu khổ cứu nạn. Bà quay sang hàng xóm tôi thề sống để bụng chết mang đi ơn này như núi cảm ơn cảm ơn còn lão tạ nhà tôi hãy chờ đấy mọi người cùng phá lên cười vui vẻ chờ cho khách đã mỗi người uống chừng ba ly rượu ông tạ mới cởi mở không có bà con thì cơ ngơi của nã nhà tôi đã thành tro bụi rồi ơn này tôi xin tạc trong lòng ông uống cạn một ly kha một tiếng dài, nói tiếp. Nếp nghĩ kính cổng cao tường đã ngăn cách tôi với bà con. Cả đời bươn trải mới được như hôm nay. Vâng, bà con như là người sinh ra tôi lần thứ hai. Tôi xin đội ơn. Ông uống thêm một ly nữa, hai bàn tay chấp vào nhau phái phái Ông hàng xóm có lần cởi áo, làm nước đáy cho cháu thông thả. Đấy, sập gụ, sa lon dính nước đái ông bảo không thể lao được nhưng chúng tôi đã dội hàng khối nước vào nó rồi đấy Nhá! bà yến thấy chồng ngượng vội đỡ lời ông thấy rồi đấy vậy từ nay đỡ đi ông đóng hay mở này ông tạ cười bà nó ạ à, chuyện cái cổng nhưng lại là lòng người mở mở tôi mở bà tôi xin mở bà con ạ à. buổi sáng kể từ sau bữa tiệc Mọi người qua cổng nhọm tạ đều thấy cái biển in hàng chữ to đẹp. Nhà có chó dữ, biến đầu mất. Thay vào đó là hàng chữ viết vội, xin nhẹ tay đẩy vào. Câu chuyện thứ ba Sống mãi xô bờ Tiết giải cuối cùng kết thúc, cô chạy vội về nhà để tránh cơn giông cuối ngày đang sầm sập kéo đến và chuẩn bị bữa tối một cách nhanh gọn nhất có thể, rồi tự thưởng cho mình một cốc sinh tố thơm phức. Đó là cách để cô bù đắp lại năng lượng cho cả ngày dài, vù đầu với công việc. Hơi buồn ngủ, cô mở Facebook đọc linh tinh cho tỉnh. Em vẫn khỏe chứ? Em đang sống ở đâu? Dòng tin nhắn nhấp nhái trên Facebook làm cô ngạc nhiên. Lẽ thường, những tin nhắn như vậy cô sẽ không trả lời. Nhưng hôm nay không hiểu sao Cô lại nhấn enter cho câu trả lời, em khỏe. Vậy thì anh vui rồi. Ơ, à, anh là ai? Một người yêu em và luôn nhớ về em, sóc nhỏ à. Trái tim cô như ngừng đập, chỉ có thể là anh, chỉ có anh mới biết biệt danh ấy của cô. Đã bao lâu nay cô chờ đợi anh, mong mỏi, thất vọng, giờ gặp lại anh, dù chỉ là trong thế giới ảo kỷ niệm xưa kia lại trở về là anh sao cô hỏi lòng đầy hy vọng một trái tim được gửi lại anh còn hỏi nhiều nhiều nữa nhưng cô không thể trả lời bởi cô đang run rẩy trái tim cô đang bồi hồi thổn thức anh học trên cô hai lớp là một nam sinh đứng đắn chững chạc đã làm siêu lòng bao nữ sinh trong trường nhưng với cô anh chỉ là người bạn lớn để hỏi những bài tập khó và để họ cách từ chối những lá thư tỏ tình của nam sinh khác. Cô nghĩ thế và không biết rằng anh đang dành những rung động đầu đời cho mình. Hôm ấy là một buổi sáng đầu thu, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng len qua những hàng cây đang trở mình thay lá, sương đêm còn động lại trên từng chiếc lá úa vàng long lanh trong nắng mới. Cô thông thả đạp xe đến trường, hai bên đường là những vườn cao su thẳng tắp đã giả từ chiếc áo xanh quen thuộc và khoác lên mình áo màu vàng mơ. Những cành cây khẳng khiu lặng yên trong cơn gió nhẹ của buổi sớm mai. Còn hơi sớm một chút, cô dừng xe đứng lặng ngắm những chiếc lá vàng đang thả mình trôi theo làn gió nhẹ. Mái tóc mây bền bồng buông xỏa bờ vai, tà áo dài tinh khôi nhẹ bay, trông cô như một thiên thần. Anh đứng lặng phía sau, không dám lên tiếng vì sợ làm khuấy động bức tranh tuyệt đẹp kia một lúc lâu sau anh mới lại gần khẽ hỏi mơ mộng gì thế bé cô giật mình quay lại bối rối khi thấy anh cô đoán là anh đã đứng nhìn cô từ lâu sao anh đi đường này nhà anh đường trên kia cơ mà lãng mạn quá đi mất anh trả lời một câu trả lời chả ăn nhập gì với câu hỏi của cô lá vàng đẹp quá anh nhỉ đẹp đâu, cây gì trụi hết lá. Cô xịu mặt, leo lên xe bỏ đi một mạch, mặt, mặt anh gọi với theo. Anh đùa thôi, đẹp thật mà. Sao anh đi đường này? Cô hỏi lại, vì muốn gặp em sớm hơn, vì nhớ. Vội quay đi, dấu đôi má bầu bỉnh đỏ bừng, cô không dám nói gì thêm. Xấu hổ quá, tự nhiên có người ở ngay trước mặt nói là nhớ mình, mà đó lại là anh. Suốt đoạn đường còn lại anh cũng yên lặng Chỉ thỉnh thoảng lén nhìn cô Ánh mắt anh làm trái tim thơ ngây của cô loạn nhịp Tốt nghiệp lớp 12 Anh gia nhập quân ngũ Theo nguyện vọng gia đình Mang theo lời hẹn Sẽ thường xuyên về thăm cô Rồi cô trở thành sinh viên đại học Cô nhớ anh nhiều hơn Mong thư anh nhiều hơn Trái tim trinh nguyên của tuổi đôi mươi Mách bảo rằng cô đã yêu anh Anh đến thăm cô vào một buổi trưa nắng nhẹ. Tây Nguyên đang chuyển mình trong thời khắc cuối thu. Cô đứng ở băng công phía sau phòng. Thích thú, ngắm mấy khóm giả quỳ ven đường đang vươn vai đón luồng gió mới, chuẩn bị bung nở những đóa hoa vàng rực. Nghe tiếng gõ cửa. Kim, người bạn thân cùng phòng nhanh nhẩu thò đầu ra hỏi, rồi quay vào nhìn cô cười tinh quái. Tình học trò của mày đấy, mày hâm hả? Nói linh tinh gì đấy? vội vàng nhét cuốn giáo trình vào cặp cô ào ra cửa thấy anh cô sững người lại đôi mắt đen lái mở to má đỏ bừng ngồi đối diện với anh trong quán cà phê sinh viên cô ngượng nghịu sao anh lại lên đây lên thăm em chứ sao nữa anh nhìn cô ánh mắt hơi buồn xen chút trách móc cô cúi mặt không dám nhìn vào đôi mắt của anh em vẫn không hiểu tình cảm của anh hay cố tình không hiểu anh bỏ lửng câu nói nhìn cô chờ đợi em em cô vẫn cúi mặt tránh ánh mắt tha thiết quanh. tim cô như nhảy khỏi lòng ngực em cũng yêu anh đúng không trái tim cô đã hòa tan vào nhịp đập trái tim anh trong buổi chiều hôm ấy suốt những năm tháng đại học cô và anh liên lạc với nhau qua những lá thư và những tấm bưu ảnh chất chứa lời yêu thương. Nhưng rồi, khi cô học năm cuối cùng là khi cô bật tin anh. Cô lo lắng, trăn trở, nhưng chẳng thể liên lạc được với anh thêm lần nào nữa. Có lẽ nào anh thay đổi? Cô đã khóc rất nhiều. Tốt nghiệp đại học, cô được nhận vào dạy ở một ngôi trường cách nhà hơn 300 số Đã hơn 5 năm xa nhau, không tin tức của anh, nhưng chưa lúc nào cô không nhớ về anh để rồi cho đến hôm nay gặp lại anh dù chỉ là trong thế giới ảo nhưng cô lại quá nhiều rung động nước mắt lăn dài trên má thổn thức liệu anh có còn là anh của ngày xưa không dám nghĩ tiếp nữa cô vội vàng đánh dòng chữ chúc anh hạnh phúc bình yên rồi tắt máy cô không muốn trái tim mình loạn nhịp nhiều hơn nữa cô đã quá sợ cái cảm giác trong trên khi gặp anh rồi lại phải chia xa thói quen làm việc buổi tối của cô không thay đổi và anh cũng biết điều đó nên không tối nào anh không nhắn tin cho cô dù chỉ là những lời động viên thăm hỏi bình thường hoặc kể về cuộc sống của người lính để rồi cô cảm thấy thiếu vắng khi không thấy tin nhắn quanh và hôm nay cũng vậy cô vào facebook đọc tin nhắn và vô cùng bất ngờ khi anh đề nghị cho anh được gặp lại em thêm một lần được không em đã bao năm rồi hôm nay cô lại có được những lời tha thiết ấy từ anh. Gặp anh ư. Sau hơn 5 năm xa cách, trái tim cô đã đóng băng hình ảnh của anh. Nay lỡ như gặp lại anh, hình ảnh ấy lại tan chảy ra thì cô phải làm sao? Lại đau khổ, lại thất vọng và hụt hẫng. Cô và anh gặp nhau vào một buổi sáng đẹp trời khi ánh bình minh vừa nhô lên khỏi mặt biển. Những lớp bọt sóng trắng xóa ào vào bờ cát cuốn theo những hạt cát nhỏ li ti rồi sóng tan để lại những bãi cát phẳng lì anh đăm đắm nhìn cô vẫn mái tóc mây bồng bềnh ôm nhẹ bờ vai vẫn thân hình mảnh dẻ ấy hơn năm năm xa cách cô không thay đổi gì nhiều chỉ có đôi mắt trong veo ngày xưa đã đượm nhiều u uẩn dù cô vẫn cười tươi với anh trong cô nhỏ bé quá anh chỉ muốn ôm cô vào lòng mà vỗ về mà xua tan đi những u ẩn trong đôi mắt đẹp kia. Cô vẫn ngồi bên anh, lặng yên, hai bàn tay nhỏ đang vào nhau. Gặp lại anh, cô mới hiểu rằng cô vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Có lẽ vì thế mà một người con gái nhan sắc lại giỏi giang như cô đã từ chối bao lời cầu hôn chân thành. Giờ đây, đứng trước anh, cô muốn ào vào vòng tay rắn rỏi ấy. Nhưng cảm ơn em đã gặp anh anh phá vỡ khoảng không im lặng giữa hai người giọng nói trầm ấm ấy khiến bao nhiêu cảm xúc trong cô muốn vỡ òa à. cô nhìn anh mắt ngưng ngấn nước tại sao anh lại rời xa em không một lý do em không biết mình đã làm sai điều gì bao năm nay câu hỏi ấy cứ đều bám em vậy nên em vẫn cô đơn đến bây giờ sao câu hỏi của anh xoáy sâu vào vết thương lòng bấy lâu nay cô đã cố vá víu những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài cô nức nở anh ôm cô vào lòng vòng tay rắn rỗi siết chặt khiến cô như muốn nghẹt thở đến lúc này cô mới hiểu được nỗi khổ của anh thì ra lúc ấy anh phải thay đồng đội ra canh giữ biển khơi nơi nhà vàng chỉ có nắng gió và sóng biển nhiệm vụ đột xuất quá mà khi ấy đâu thể liên lạc dễ dàng như bây giờ. Còn cô, sau khi bố mất, mẹ cô cũng bán nhà và chuyển đi nơi khác, vì thế mà anh và cô đã lạc mất nhau. Anh đã tìm, đã mòn mỏi tìm em. Giọng anh thổn thức hơn, không kiềm nén được cảm xúc của mình, cô ạ à khóc như một đứa trẻ. Em không thể quên hình bóng nụ cười của anh, em không thể quên ôm chặt bờ vai đang run rẩy của cô, anh rối rít nói lời xin lỗi. Cô ngỡ ngàng như trong giấc mơ. Vậy là bấy lâu nay, anh và cô vẫn cứ mãi miết đợi chờ và kiếm tìm nhau. Anh và cô không hề cô đơn vì trong tim vẫn mang bóng hình của người mình yêu thương. Để rồi hôm nay, họ đã tìm được về bên nhau nguyên vẹn cả trái tim và ký ức. Ánh bàn mai nhộm vàng cắt trắng ngoài biển vẫn triền miên những con sóng xô bờ trắng xóa. Anh nắm chặt tay cô, cả hai cùng lặng yên. Cô tự đầu vào vai anh, đôi mắt dõi theo những con tàu đang dập dềnh ngoài khơi xa. Cô hiểu những con tàu ấy rồi cũng sẽ trở về bến bờ sau những hành trình dài và mệt mỏi. Cũng như cô và anh, cả một hành trình kiếm tìm nhau và giờ đây đang ở bên nhau trong niềm hạnh phúc vô bờ, bất tận. Câu chuyện thứ tư Hẹn nhau giữa hội đền hùng Bà già chọn mấy bông hoa gạo vừa mới rụng xuống thảm cỏ đầu làng đem về cất trong chiếc giỏ mây Xuyến hỏi mẹ cất hoa gạo làm gì? Ờ thì để làm quà cho bạn mẹ vui Chào ôi ai lại mang hoa gạo làm quà chắc gì người ta đã thích Bà già cười mớm mém phân trần Niềm vui của tụi mẹ giờ đơn giản lắm, già dạ rồi. Xuyến tủm tỉm cười, hèn chi, ngày rộng tháng dài, không thấy hẹn nhau mà năm nào cũng chen chút tìm nhau đúng ngày dỗ tổ. Bà đã gần 70 tuổi, tóc bà lẫn sợi mây, hai khớp gối biểu tình hoài mỗi khi đi đứng quá lâu. Lưng bà bị xẹp một đút sống lưng, tai thì một bên không nghe rõ. Đến chỗ đông đúc, ồn ào là thể nào bệnh đau đầu cũng tái phát. Nên năm nay dù bà cự nữ hoài mà Xuyến cứ một mực phải theo chân mẹ. Xuyến xếp đồ cho chuyến đi của mẹ. Kính lão, đôi giày đế mềm, chai thuốc bóp chân đã phơi một nửa. Lúc loay hoay nhất ít thuốc tiêu hóa, lọ dầu gió, vỉ hoạt huyết dưỡng não và chiếc giỏ mây của mẹ. Xuyến từng tưởng hỏi. Sao mẹ và bác ấy không hẹn nhau ở chợ tình khâu vay có phải hợp hơn không? Chợ tình là dành cho những người yêu nhau, còn tụi mẹ chỉ là hai người bạn tâm giao. Hơn nữa, lần đầu tiên mẹ gặp ông ấy là ở đền hùng. Khi đó, mẹ đang cùng cả đội thi gói bánh chưng, còn ông ấy thì vừa kịp hành hương từ miền Nam về dấu tổ. Nhanh thật, mới đó mà đã 8 năm rồi. Thời gian kỳ lạ lắm, chỉ cần từng ấy năm thôi là bà già soi gương đã không nhận ra mình. Hồi ấy, tóc bà vẫn còn đen còn đi được cuốc cao còn mặc áo hoa màu nắng xuân tươi mới hôm gặp ông bà mặc trang phục dân tộc tài thoăn thoát, nối lạc gói bánh trưng tiếng trống thôi thúc các du khách hướng về sân quảng trường lễ hội bà đâu biết lẫn trong dòng người đông đúc ấy có một người không rời mắt khỏi bà người đâu mà nhanh nhẹn khéo léo gói bánh chẳng cần khuôn mà cứ vuông thành sắc cạnh nụ cười thì mộc mạc như nắm đất quê hương. Mà tôi nhìn bà thấy quen lắm, như là đã gặp nhau ở đâu đó rất lâu. Ông nói thế, khi hội thi đã xong, những chiếc bánh trưng vuông vắng đã được vớt ra, đã chín rền mà lá dông vẫn còn xanh ngắt. Bánh trưng được xếp bên cạnh cặp bánh dày dẻo mịn, trắng tròn, tượng trưng cho trời và đất. Bà vừa thu dọn lá dông, cuộn lạc gian thừa, vừa ngẩng lên ngó ông cười. Ừ, đúng là quen thật nhưng gặp ở đâu thì không nhớ chủ của bà có khi sáng thức dậy còn quên cả tên con huống hồ là người dân sao nhớ nổi ông cười bảo từ từ rồi bà sẽ nhớ xong họ thi gói bánh chưng bà xuống phụ bán quán nước cho đứa cháu ông cũng vội vàng theo chân bà ngồi dưới gốc cây cổ thụ thỉnh thoảng ông còn phụ bà bưng nước cho khách lý ghế cho khách ngồi hỏi khách uống trà đá hay chinh muối khách tưởng nhầm ông là chủ quán khen bà rõ khéo dạ chồng đứa cháu thì tủm tỉm cười trêu bà đã ngoài 60 tuổi rồi mà đi hội vẫn có người đắm đuối theo sau thằng quỷ ai mà thèm theo bà chẳng qua người ta tìm quán nước nghỉ chân rõ là bà lườm nó mà thấy lòng nóng ran tay chân líu ríu lúc ông gọi cho xin thêm ống hút bà ơi sao cốc nước xấu của khách bà lại quên bỏ đá Trời ơi, trời nắng thế này cho khách nhiều đá một chút. Ai cắt rúm cho bà? Bà cào nhào. Người đâu mà vô duyên. Đến quán người ta mà cứ đòi đứng chỉ đạo. Nói thì nói thế nhưng lòng bà trộn rộn. Đã lâu rồi bà không vui như thế. Mà lạ lắm. Bà thấy như đã gặp ông đâu đó. Mà dễ chừng cuộc gặp đó cũng vài chục năm rồi. Hay là đã gặp nhau từ kiếp trước. Chờ lúc thưa khách Ông mới hỏi bà, bà vẫn chưa nhận ra tôi sao. Tôi, người sớm đây, nhà dưới gốc cây gạo ngay bên cạnh ao làng. Hôm nào đi đồng về, bà cũng xuống ao rửa chân. Hôm đầy vỡ, tôi còn cùng bà gánh đứt hộ đi Bà à lên một tiếng, nghe như thể re vui khi nghe ông nhắc lại cảnh cũ người xưa. Trong đầu bà bỗng hiện ra cánh đồng lúa đang thị con gái từng đàn cò trắng rủ nhau về đậu. Tháng 3, cây gạo thấp những ngọn lửa đỏ giữa trời, dòng sông hồng mùa cạn nước và các trắng đôi bờ nằm vui mình trong cái nắng đầu hè. Chiều nào đi làm đồng về, bà đều cùng mọi người xuống ao làng rửa chân, hoặc cùng các chị em giặt chiếu phớt bèo rửa khoai, đặt vó cất tôm. Mùa mưa, ra làng rủ nhau ra ao kéo cá. Ao làng rộng và sâu, mấy chục ra làng hò nhau quay lưới bà vẫn nhớ hình ảnh những chàng trai người đầy bụng đất nhưng vẫn cười rạng rỡ khi kéo được một mẻ cá đầy. Ông là ai trong số đó? Hẳn là cậu trai làng hay quyết hoa gạo rụng mỗi chiều, hay ra ao cất phó, hay ngập lặng giữa ao làng mò từng con trùng trục về nấu canh chua. Cũng là người đàn ông duy nhất trong làng ra ao giặt quần áo chiếu chăn. Thương chàng trai mồ côi thu thủ một mình nên ai đi qua ao làng cũng dục ông mau lấy vợ đi để còn có người giặt hộ ông tuân hả đúng rồi đúng là ông tuân con cụ lụa nhà ở dưới gốc cây gạo giữa làng tháo nào tôi cứ thấy quen quen nhanh thật đấy mấy chục năm rồi còn gì tôi về thăm quê mà không còn nhận ra quê hương nữa ao làng cây gạo ngày xưa không còn nữa chỉ có ruộng đồng là vẫn thơ mùi lúa đổ đồng từng ấy thời gian dài bằng cả đời người. Mà sao đến tận bây giờ, ông mới chịu trở lại quê hương? Bà biết đấy, mọi thứ cứ cuốn tôi đi. Hồi ấy, ông theo tiếng gọi của tổ quốc lên đường nhập ngũ. Sau đó, ông được điều động đi bê. Hai năm sau, ông được phân công về quân đoàn 4 để sát cánh cùng đồng đội góp phần vào chiến thắng mùa xuân năm 1975. Rồi ông ở lại đơn vị luôn, không về bắt nữa vì ở quê cũng chẳng còn ai thân thích. Ông mồ côi từ bé, lớn lên nhờ tình yêu thương bao bọc của xóm làng. Nỗi nhớ quê hương vẫn âm thầm chảy trong hồi ức của ông những tháng năm xa cách. Nhưng tình yêu đôi lứa đã giữ chân ông lại miền Nam. Thật ra, ông có trở lại quê hương vài lần nhưng đều vội vã. Đến tận khi đã nghỉ hưu, các con đã trưởng thành thì ông mới thảnh thơi về Bắc ông chọn về vào đúng ngày dỗ tổ Hùng Vương để thấy hành trình về với quê hương của ông không hề đơn độc. Vì trên chuyến tàu thống nhất Bắc Nam cũng có rất nhiều người hành hương về đất tổ. Họ háo hức được trở về mảnh đất cội nguồn, thắp một nén nhang thơm tưởng nhớ các vua hùng. Cô bà cụ, tuổi đã gần đất xa trời, được cháu con dẫn về đất tổ, lòng rưng rưng, ngâm nga câu ca dao trong khi vẫn ngay trầu bẩm bẻm dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày dỗ tổ mầm 10 tháng 3. Khắp miền truyền mãi câu ca, nước non vẫn nước non nhà ngàn năm. Ông thấy mình trẻ lại như cậu trai làng 18 đôi mươi đi kéo cá ao làng với nụ cười quện mùi bụng đất. Đến hẹn ông lại về, ông tự mình chuẩn bị hành trang để trở về trong ngày dỗ tổ. Kể từ khi gặp lại bà ông thấy cuộc sống bước phần cô quạnh. Hai ông bà hoàn cảnh có nhiều thứ giống nhau. Bạn đời mất sớm, con cái lớn khôn, mỗi đứa một nơi, nên chỉ còn thân già tối ngày thui thủi một mình. Thèm một người hiểu mình để kết giao bầu bạn cũng khó vô cùng. Nên khi gặp lại bà, ông vui lắm. Bà là quê hương, là kho ký ức, là dòng chảy tâm tình cảm thông thấu hiểu. Từ buổi gặp lại nhau, ông vẫn thường liên lạc với bà qua điện thoại đã lâu rồi ông mới thấy chờ tiếng chuông điện thoại reo cũng làm tim mình thấp thỏm điện thoại của người già hiếm tiếng reo vui lắm có khi tháng đôi lần con cháu ở xa thay nhau gọi về hỏi xem bố có khỏe không ăn được nhiều không chịu khó uống thuốc không tiền lương hưu chi tiêu có thoải mái không chừng ấy năm vẫn từng ấy câu hỏi trả lời hoài phát chán may mà có bà gọi vào kể chuyện mới rụng thêm một cái răng. Chuyện con gái về thăm nhà nhờ nó nhổ tóc trắng mà nó cười giòn tan bảo. Đầu mẹ toàn tóc trắng, nhổ nữa thì trọc đầu. Chuyện mới lên rừng, hái được nắm rau đắng cải về luộc mềm, vắt khô, chấm với muối phừng, ăn ngon đáo để. Ông ở đầu dây bên kia, đút nước bọt. Giống ấy phải chấm với mắm tôm mới đúng điệu nghe bà chuyện cái xuyến cứ lừng khừng lấy chồng chắc vì lo tôi ở có một mình nhỡ trái gió trở trời mà nó không lấy chồng thì cũng có ở nhà với tôi đâu nó ở dưới thủ đô tháng về đôi lần rồi lại vội vã ra đi chuyện cây gạo còn sót lại trong làng đã đến mùa thấp lửa ờ ờ ừ, để hôm nào tôi nhặt vài bông hoa gạo rụng mang làm quà cho ông đỡ nhớ chuyện của bà khiến ông không còn thấy ngày dài đằng đẵng. Thỉnh thoảng, mấy đứa con điện về thang. Sao dạo này bố nói chuyện với ai mà tụi con gọi điện thoại cứ thấy báo bận hoài? Ông cười bảo, ừ thì... rồi bỏ ngỏ. Hội đền hùng năm nào cũng đông, người nói người bước chân vào cổng. Xuyến thang, mẹ ơi, đông thế này, biết ông ở đâu mà tìm? Bằng ngẩng đầu lên, Vương Ánh nhìn vượt qua đám đông để tìm một tán cây cổ thụ. Đó là nơi quán nước năm xưa, bà và ông đã cùng ngồi trò chuyện. Đấy cũng là nơi ông bà hẹn gặp mỗi năm để không bị lạc nhau giữa dòng người chen lấn. Trong lúc đi theo mẹ, Xuyến đã nghĩ hình như suốt cả năm mẹ dành dụm sức lực và niềm vui chỉ để cho một ngày họ hẹn. Xuyến đã ướt nước mắt vì thương khi bám theo dáng mẹ bị xô đẩy siêu vẹo giữa dòng người đông nghịch ông đứng đó mất năm năm nhìn người qua lại xướng nghĩ nếu mà bà không đến rất có thể ông cứ đứng chờ đó cho đến khi hóa đá nhìn hai người bạn già mừng tuổi gặp lại nhau xuyến mộng ao ước giá như mình cũng có người để mà chờ mà hẹn biết đâu đấy lẫn trong đám đông này sẽ có một người nào đó cũng đang đợi xuyến thì sao ở đời Thiếu gì cuộc gặp gỡ bất ngờ, giống như ông với bà đấy thôi. Trong lúc xứ đang mãi nhen nhém trong lòng mình ý nghĩa về tình yêu, thì dưới tán cây cổ thụ, bà vừa lau mồ hôi vừa cười bảo ông. Không biết tụi mình còn có đủ khỏe để gặp nhau thêm bao mùa dấu tổ. Ông không trả lời vì mãi ngắm bà cười. Dẫu cho bà đã rụng thêm một cái răng đi nữa, thì trong mắt ông bà vẫn cứ đẹp nhất, mỗi khi nở nụ cười. Câu chuyện thứ năm Cuộc gặp gỡ định mệnh Tiếng súng cấp tập ba mặt, chỉ mặt đường quốc lộ là yên lặng. Nhưng Khánh biết đó là sự yên lặng giả tạo. Chúng chẳng dạy gì để một mặt cho ông thoát. Đội công tác mũi của Khánh có ba người thì đã hy sinh hết hay để cản đường giặt cho ông bảo toàn tài liệu chuyển về cứ. Tình thế thật cấp bách Sớm này không có cơ sở của ta Trời lại chưa tối hẳn Biết ém vào đâu Nếp mình bên khóm chuối nước của một khu vườn Khánh nghe tiếng của thằng đại quý báo Gào lên ngoài kia Thằng nào bắt sống được thằng Khánh Tao thăng tiền hai cấp Hôm nay không bắt được thằng Khánh Tao thể không trở về Khánh xem lại vũ khí của mình Súng đã hết đạn Hoàn cảnh này Khánh đang khẩn trương suy nghĩ Thì giật mình bởi tiếng nói sau lưng Ông hãy trốn vào trong nhà tôi, ông hãy tin tôi. Khánh quay phát lại, trước mặt ông là người thanh niên mặc áo thun ba lỗ và chiếc quần lính. Không còn sự lựa chọn nào khác, ông nói nhanh. Phiền anh dẫn đường. Tám giờ tối, trong bộ đồ lính, Khánh đóng vai cần vụ của thiếu quý độ, hay thề trò đi uống cà phê. Khánh chia tay độ sau cái siết tay thật chặt, một sự gặp gỡ ngẫu nhiên như là một định mệnh trong thời chiến mà Khánh giữ kín trong lòng tháng 3 năm 1975. Hòa trong dòng người chạy loạn, Khánh thấy bên vệ đường cảnh sát một người phụ nữ là người đàn ông má loan khắp ngực, đang ôm trong tay đứa bé khóc khẳng cả hơi. Ông dừng lại. Làm ơn, cứu. Khánh ngồi xuống, đột nhiên ký ức phục sáng. Khuôn mặt anh ta, nốt rùi rất to ở đuôi chân mà trái và vành tay bị sức trống một mảng. Ông chưa kịp nói, thì người đàn ông đã ngã đầu sang bên đổ vật lên xác người phụ nữ. Khánh gỡ tay người đàn ông ôm đứa bé. Hai tay ông chạm vào vật gì đó cộm cộm trong túi áo ngực ông ta và áo yếm của đứa bé. Ông lấy ra một số giấy tờ và hai bức ảnh chụp giống nhau gối trong túi ni lông. Ông cất tất cả vào túi mình rồi ôm đứa bé dẫn bước đi thì một ý nghĩ thoáng qua. Ông đặt đứa bé xuống đất rồi bế hai cái xác đem đặt dư hú đạn nông truyền cạnh đó, đoạn ngặt chiếc nón sắt gắn sức đạo đức lắp lại. Ba ngày sau khi lão Khánh mất, thầy giáo An cho mời bảo đến để thực hiện lời ký thác của ông lão. Ông nhớ như in lời lão Khánh khi trao vật ký gửi cho anh. Tính vật ký gửi cho người tin cậy, đúng ra tôi không niêm kính. Thật là thức lễ, mong thầy giáo thông cảm. Thời gian Phật ký gửi được anh cất trong tủ riêng, nhưng hôm nay thì tính hiếu kỳ trong anh dậy lên mỗi lúc một tăng. Đây là di vật của cha cậu ký gửi cho tôi. Ông bảo, đến ngày ông đi xa mới trao lại cho cậu. Giữ lời hứa với người lớn tuổi, nên thời gian qua tôi không cho cậu biết. Ông cụ trao sao tôi giữ vậy, tôi chưa được biết trong đó là vật gì, cậu đem về mà mở ra xem sao. Bảo cầm vật lạ lên ngắm nghía Anh nhớ mày nhìn thầy giáo ăn Nghĩ rất lung Tại sao cha anh lại trao cho người khác vật muốn gửi lại cho anh Vậy là cha phải tin tưởng thầy giáo lắm Thế thì anh có gì phải giữ bí mật trước thầy giáo Anh nói Cha em đã tin anh Lý nào em lại giữ bí mật với anh Chúng ta cùng xem thử là thứ gì Bảo xé túi ni lông Mở lớp giấy bọc ngoài Trước mặt hai người là một tấm ảnh ép nhựa một số giấy tờ và một bức thư viết tay. Bảo cầm tấm hình lên xem rồi đọc bức thư. Đêm xe lạnh mà mồ hôi rịnh ra quanh trán Bảo, sắc mặt lúc tái nhợt, lúc bừng đỏ. Rồi Bảo bu bức thư nứt lên. Trời ơi! Thái độ của Bảo làm thầy giáo an ngạc nhiên. Anh chồng qua bàn lai like vai Bảo. Bảo! Bảo! Sao vậy? Bảo im lặng, Xòe tay đẩy hết các vật đặt trên bàn về phía thầy giáo An. An vội cầm bức thư lên đọc. Ba xin lỗi con khi ba đã giấu con hơn 30 năm rồng. Vợ con ba đã chết hết vì bơm đạn chiến tranh. Ba lo sợ khi con biết được sự thật, con sẽ rời xa ba. Dù thẳm sâu trong ý nghĩ, ba tin con không xử sự, sự như thế. Bởi con là máu thịt của một người biết trân trọng mạng sống của con người đã một thời ba với cha con đứng ở hai chiến tuyến nhưng không vì nắm vũ khí giết người trong tay mà lạm sát con hãy cảm thông cho ba khi ba trao vật này cho thầy giáo An để trao lại cho con vào ngày ba đã đi xa bà có chung chung với cha mẹ con một tấm ảnh như thế này mong trong đời có sự hữu duyên thầy giáo An đặt bức thư lên bàn cầm tấm ảnh lên xem một ký ức xa vời chợt đến mùa hè năm 1980, An cùng gia đình đi khai hoang để lập vườn cà phê. Đêm núi rừng khiến con người miên man nghĩ đủ thứ chuyện trước khi chìm vào giấc ngủ. Nhưng thật kỳ lạ, khi nhắm mắt là An nghe bên tai tiếng nói, nóng quá, nóng quá. Tiếng nói cứ như xa như gần, u u âm âm, cứ thế liên tục ba đêm liền. An đem chuyện kể với cha, thật ngạc nhiên là chính cha An cũng nghe như vậy. Ông đốt nhang khấn phái rồi tiếp tục công việc bình thường. Đêm sau, cha con An mơ thấy dưới mô đất đặt bếp có hai người đi ra, đi vào. Sáng hôm sau, cha An quyết định tìm sự thật. Sau khi khấn phái thành kính, cha An bới mô đất lên phát hiện hai bộ xương người và tấm ảnh gối trong cái túi ni lông. Cảm thấy sự báo mộng hiển linh, cha An khấn với vong linh người chết sẽ đóng quách sắp xếp lại hài cốt đầy đủ, lấy ngày khai quật làm ngày dỗ hàng năm. Lời khấn hứa vừa dứt thì đấm nhang nổ tí tách và sau đó là tàn nhang cuộn lại thành vòng tròn. Chà An nói vong linh người chết đã chứng giám và thành tâm thực hiện ngay lời khấn của mình. Thầy giáo An đứng bật chị, trầm qua bàn nắm tay Bảo, nói như reo. Đúng rồi Bảo ơi, tôi biết chi thể của cha mẹ cậu ở đâu rồi, đi Đi với tôi, đi lên Tây Nguyên với tôi. Nhưng cả hai chưa kịp đi thì cha ăn từ Tây Nguyên xuống thăm con. Sau khi nghe chuyện, ông mừng cho một sự đoàn viên dù chỉ là tâm linh. Trước khi bàn định chuyển Hải cốt cha mẹ bảo về tán lại bên mộ cha nuôi để bảo tiện nhan khói. Cha ăn xem lại những giấy tờ người chết để lại. Ông tưởng không tin ở mắt mình khi thấy tên cha mẹ năm sinh quê quán tên họ của người đã khuất trùng lập với tên cha mẹ và đứa em trai đã biệt tích của ông. Đứa em trai đã công khai chống lại cha mình để rồi biệt vô âm tính. Đứa em trai mang lon thiếu quý quân lực Việt Nam Cộng Hòa dám bao che cho một việc cộng để bị cha mình vốn là một ấp trưởng khiển trách và từ bỏ. Nhưng sự đời lắm chuyện thật giả giống nhau biết đâu chỉ là một sự trùng lập ngẫu nhiên. Chú ấy có một nốt ruồi rất to ở đuôi mài trái và vành tay trái bị mất một mảng to do tai nạn. Nhưng bức ảnh chụp chung ba người bị che khuất có thấy đâu. Người có thể cho tin chính xác là cha nuôi bảo thì ông ta đã chết rồi. Đây chỉ là sự ngẫu nhiên trùng lập hay phong hồn người đã khuất xu khiến cho ông chọn vùng đất ấy trồng cà phê để bao năm qua được nhan khối cho em trai mà không biết. Để hôm nay chú cháu huyết thống gặp nhau. Dù sao thì phải dù đúng hay không đúng, sự đoàn tụ vẫn luôn chứa đựng niềm vui. Một tuần sau, hải cốt cha mẹ Bảo được đưa về tán lại bên cạnh mộ Lão Khánh. Trước ba ngôi mộ nghi ngút khói nhang, Bảo không ngăn được nước mắt của mình. Những giọt nước mắt trào ra chảy xuôi về đất, những giọt nước mắt tri ân với đấng sinh thành, với người dưỡng dục. Bên cạnh Bảo, cha ăn khấn với niềm tin như 19 năm về trước, phong hồn người đã khuất sẽ hiển linh báo mộng sau lưng cái chết cái còn lại là phần của người sống